Xin kính chào quý vị, bây giờ là buổi trưa ngày 31 tháng 3, cũng là thời gian dành cho Toàn cầu News, bản tin chuyên biệt về những tin tức an ninh trong và ngoài nước. Sau đây là những nội dung chính trong chương trình. Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Bị NATO vượt mặt, Nga bế tắc trong tình hình tại Syria. Chi phí bảo hiểm khủng trong vụ siêu tàu mắc cạn. Người Myanmar đình công rác thải Sau đây là thông tin chi tiết. Thưa quý vị, tránh văn phòng nội các Nhật Bản Kato Katsunobu cho hay, Thủ tướng Suga Yoshihide sẵn sàng gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Theo hãng tin Kyodo phát biểu trong buổi họp báo hôm 30 tháng 3, ông Kato nói rằng Thủ tướng Suga sẽ giữ lời hứa hồi tháng 9 năm 2020 lúc mới nhậm chức về việc ông sẽ kiên quyết duy trì lập trường của người tiền nhiệm Abe Shinzo về việc gặp mặt nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mà không cần những điều kiện tiên quyết nhưng đây có thể được xem như một động thái đối nghịch với Mỹ về vấn đề Triều Tiên. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki hôm 29 tháng 3 thông báo rằng cách tiếp cận của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ khác biệt nên việc gặp gỡ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un không phải ý định của ông ấy. Dù vậy, ông Biden sau đó tuyên bố Mỹ vẫn cởi mở trong các mối quan hệ ngoại giao với Triều Tiên bất chấp các cuộc phóng thử tên lửa. Đồng thời, nhà lãnh đạo nước Mỹ cũng cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả tương xứng nếu Triều Tiên leo thang vấn đề cũng liên quan đến Nhật Bản, ngày 30 tháng 3, thủ tướng Nhật Suga Yoshihide đã có buổi tiếp bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng bộ trưởng Bộ Ngoại giao Indonesia đang ở thăm Nhật Bản và tham dự đối thoại chiến lược ngoại giao quốc phòng. Thủ tướng Suga cho biết, Nhật Bản mong muốn thúc đẩy các nội dung hợp tác cụ thể để hiện thực hóa tầm nhìn Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở đồng thời cũng nhấn mạnh việc hai nước đạt được thống nhất về thỏa thuận chuyển giao công nghệ, thiết bị quốc phòng sẽ là cơ hội cho việc tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới. Ngoài ra hai bên cũng trao đổi về tình hình biển Hoa Đông, biển Đông gần đây cũng như tình hình căng thẳng tại Myanmar. Thủ tướng Suga thể hiện sự quan ngại sâu sắc đối với các động thái trên biển của Trung Quốc. Hai bên cũng bày tỏ sự nhất trí cao khi đánh giá tầm quan trọng của việc duy trì trật tự hàng hải tự do và cởi mở dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đồng thời cam kết sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa Nhật Bản với các nước ASEAN trong thời gian tới. Việc xây dựng một kênh đào mới ở Istanbul sẽ tạo điều kiện cho Thổ Nhĩ Kỳ cấm cửa các tàu chiến Nga tiến ra địa Trung Hải theo eo biển Bosphorus cũng như theo chiều ngược lại. Tờ Aviapro đưa tin ngày 30 tháng 3 cho biết hải quân nga đang đứng trước nguy cơ không thể tiến ra Địa Trung Hải thông qua eo biển Bosphorus, Istanbul khi Thổ Nhĩ Kỳ muốn rút khỏi công ước Montreux nhằm hạn chế sự hỗ trợ của Moscow cho chiến trường Syria đồng thời mở đường cho NATO tăng cường lực lượng ở Biển Đông. Thông tin này xuất hiện ngay sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công bố ý định xây dựng một con đảo nhân tạo ở Istanbul, thứ sẽ giúp Ankara vượt qua các ràng buộc của công ước Montreux. Có thể thấy Thổ Nhĩ Kỳ đang có những thỏa thuận ngầm với các thành viên khác của NATO, dẫn đầu là Mỹ, nhằm cô lập lực lượng hải quân Nga ở Biển Đen, nói rõ hơn là hạm đội Biển Đen. Một vấn đề khác là hầu hết các đợt viện trợ vũ khí của Nga dành cho chính quyền của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, đều thông qua Địa Trung Hải, nếu con đường này bị gián đoạn thì quân đội Syria, SAA sẽ gặp khó nếu chiến tranh tiếp tục kéo dài. Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm do sự cố tắc nghẽn trên kênh đào Suez của tàu Ever Given dự kiến lên đến hàng trăm triệu đô la Mỹ khi ngành công nghiệp này phải trả phí cứu hộ và tổn thất của bên thứ ba quá lớn. Khoản tiền này bao gồm chi phí giải cứu tàu, doanh thu tổn thất của cơ quan quản lý kênh đào Suez và ảnh hưởng đến hoạt động của hàng trăm con tàu khác. Giới chuyên gia khẳng định việc giải phóng tàu mắc cạn Ever Given nặng 220.000 tấn sẽ giúp xác định tổng chi phí tổn thất. Con số này sẽ thấp hơn nhiều ở những kịch bản khác. Dù vậy, tổn thất từ sự cố này nhiều khả năng gây sức ép lên thu nhập của 6 tháng đầu năm năm 2021 của các công ty bảo hiểm vốn đang chịu áp lực từ bão tuyết Mỹ, lũ lụt Úc và các khoản mất mát liên quan đến đại dịch COVID-19. Theo các chuyên gia bảo hiểm, chi phí cứu hộ sẽ dồn về các công ty bảo hiểm thân tàu và máy móc. Và cho đến thời điểm hiện tại, yếu tố lớn nhất để xác định chi phí bồi thường bảo hiểm là mức tổn thất doanh thu mà giới chức quản lý kênh đảo đưa ra. Người dân Myanmar chất rác thành đống trên đường phố Yangon sau khi các nhà hoạt động kêu gọi đình công rác thải để phản đối chính quyền quân sự. Trong một chiến thuật mới, người biểu tình tìm cách đẩy mạnh chiến dịch bất tuân dân sự bằng cách yêu cầu người dân đổ rác tại các ngã tư chính, khiến rác ùn ứ nhiều nơi ở Yangon. Tuy nhiên, một số người phản đối chiến thuật này, họ kêu gọi người dân nên vứt rác đúng cách Ủy ban Tổng Đình Công Quốc gia, một trong những nhóm chính đứng sau các cuộc biểu tình, đã kêu gọi sự giúp đỡ từ các lực lượng dân tộc thiểu số. Ba nhóm vũ trang gồm quân đội Liên minh Dân chủ Quốc gia Myanmar, quân đội Arakan AA và quân giải phóng quốc gia Tharang hôm nay ra tuyên bố chung kêu gọi quân đội ngừng ra tay với các người biểu tình và giải quyết các vấn đề chính trị. Debbie Stothard tại Liên đoàn Quốc tế về Nhân quyền FIDH cảnh báo nếu các nhóm này sử dụng vũ lực, tình hình ở Myanmar có thể biến thành nội chiến. Theo KIC, Thái Lan từ chối tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn Myanmar. Thủ tướng Chan Ocha phủ nhận, chúng tôi chỉ đề nghị họ quay trở lại vùng đất của mình. CNN dẫn thông tin từ nhiều nhóm vận động cho rằng, Thái Lan đã từ chối nhận hơn 2.000 người đang tìm cách chạy trốn khỏi nước láng giềng Myanmar sau khi một loạt các vụ không kích diễn ra ở nước này hàng nghìn người đã rời bỏ nhà cửa ở bang karen đông nam myanmar sau khi máy bay quân sự dội bom xuống những ngôi làng nằm dưới quyền kiểm soát của nhóm vũ trang sắc tộc liên đoàn quốc gia karen knu knu đã cung cấp cho cnn nhiều hình ảnh cho thấy người tị nạn myanmar bị từ chối nhập cảnh vào thái lan ngoài ra còn có các đoạn video được reuters đăng tải cho thấy người tị nạn lên thuyền dưới sự giám sát của binh lính thái lan Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan ra thông báo khẳng định chuyện một số người Karen bị buộc quay trở về Myanmar là không đúng. Thực tế, chính quyền Thái Lan sẽ tiếp tục chăm sóc những người đang ở bên phía Thái Lan trong khi đánh giá tình hình đang diễn ra và nhu cầu thực địa. Tiếp theo chương trình là một số thông tin đáng chú ý khác. Mới đây, tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa tuyên bố tất cả các thành viên của Đảng Đại hội Dân tộc Phi ANC cầm quyền bị cáo buộc tham nhũng hoặc phạm những tội nghiêm trọng khác phải từ chức trong vòng 30 ngày. Yêu cầu này là trọng tâm trong các cuộc thảo luận của ban chấp hành toàn quốc ANC, đây cũng được xem là thắng lợi của tổng thống Ramaphosa, người đã thể hiện lập trường cứng rắn đối với tham nhũng và từng cam kết làm trong sạch ANC khi trở thành lãnh đạo đảng. Trong số những người bị cáo buộc có Tổng thư ký ANC AC Magath một trong sáu nhân vật quyền lực nhất đảng này. Tuy nhiên, ông Magath đã bác bỏ mọi cáo buộc. Sau cuộc họp của Ban chấp hành toàn quốc ANC cuối tuần qua, Tổng thống Ramaphosa nêu rõ thời hạn 30 ngày là để tạo điều kiện cho việc thực thi quyết định theo đúng nguyên tắc, chứ không phải để xem xét lại quyết định này. Theo hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ, lực lượng chống khủng bố và cảnh sát nước này đã phối hợp thực hiện truy quét đồng loạt tại 25 tỉnh để bắt giữ 115 người, bao gồm cả binh sĩ đang tại ngũ. Cho đến nay đã có 66 người bị giam giữ, trong khi lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực truy bắt các nghi phạm khác. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc giáo sĩ Fethullah Lagulin và mạng lưới do ông này đứng đầu là chủ mưu vụ đảo chính vào tháng 7 năm 2016, khiến 250 người thiệt mạng. Ankara cũng đang thúc đẩy việc dẫn độ ông này từ Mỹ nhưng chưa được Washington chấp nhận. Trước đó, các công tố viên nước này cũng đã ra lệnh bắt giữ hơn 100 người tình nghi dính líu tới mạng lưới được tin rằng đứng sau vụ đảo chính bất thành năm 2016. Được biết đêm ngày 15 tháng 7 năm 2016, một nhóm sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đảo chính, tuy nhiên đã bị đập tan sau nhiều giờ đấu súng trong hỗn loạn. Mới đây, Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva cho biết sẽ gửi 60 binh lính tới thuộc địa trước đây của nước này là Mozambique sau vụ tấn công của các phần tử thánh chiến có quan hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Trước đó, một nhóm khủng bố đã tràn vào thị trấn Palma thuộc tỉnh Cabo de Gago, miền Bắc Mozambique. Các đối tượng đã nổ súng về phía người dân, khiến hàng chục người thiệt mạng những kẻ tấn công thuộc nhóm khủng bố ASVKG. Nhóm này có liên quan tới tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng ở Syria và Iraq. ASVKG đã gieo rắc nỗi kinh hoàng trong hơn 3 năm qua ở tỉnh Cabo Delgado, một khu vực giàu khí đốt tự nhiên. Bạo lực tại tỉnh này đã buộc khoảng 670.000 người phải vất vả để tìm kiếm sinh kế kể từ năm 2017 và hơn 500.000 người phải di rời trong năm 2020. Ngân hàng đầu tư tài chính Nomura của Nhật Bản và ngân hàng Credit Suisse của Thụy Sĩ đã cảnh báo về những thiệt hại lớn từ việc cho công ty đầu tư Archegos vay để thực hiện các giao dịch phái sinh cổ phiếu, gây ra tình trạng bán tháo cổ phiếu ngân hàng trên toàn thế giới. Cổ phiếu của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley Mỹ giảm 2,6%, cổ phiếu ngân hàng Nomura Nhật đóng cửa giảm 16,3%, mức giảm kỷ lục trong một ngày, trong khi cổ phiếu ngân hàng Credit Suisse cũng có mức giảm lớn nhất trong năm là 14% ngân hàng Deutsche Bank Đức giảm 5% và ngân hàng UBS Thụy Sĩ giảm 3,8%. Các khoản lỗ tại công ty Archegos Capital Management đã gây ra một vụ bán tháo cổ phiếu của hai tập đoàn truyền thông Viacom CBS và Discovery Mỹ. Công ty này đã không thể đáp ứng lời kêu gọi của các ngân hàng về việc có thêm tài sản thế chấp để đảm bảo các giao dịch hoán đổi vốn cổ phần mà họ đã tài trợ một phần. Các nguồn tin cho biết, bên cho vay đã bán một khối lượng lớn chứng khoán của Archegos để thu hồi nợ. Sau đây là một số thông tin trong nước đáng chú ý. Trước thông tin báo chí nêu về hiện tượng thần y trên mạng xã hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu kiểm tra và có biện pháp xử lý. Ngày 30 tháng 3, văn phòng chính phủ có văn bản số 2154 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về thông tin thần y trên mạng xã hội. Theo đó, Thủ tướng giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông các cơ quan liên quan kiểm tra, có biện pháp quản lý xử lý phù hợp. Trước đó báo chí có thông tin về tình trạng loạn thần y, phản ánh thời gian gần đây có hiện tượng tự xưng như lương y, thần y chữa bách bệnh trên mạng xã hội. Những người này quảng cáo thuốc không rõ nguồn gốc, khám chữa bệnh không phép. Trên mạng cũng xuất hiện nhiều nhóm tự xưng thần y chữa được nhiều bệnh như yếu sinh lý, hiếm muộn, vô sinh và cũng chưa có cơ quan chức năng nào xử lý. Quý vị vừa theo dõi Tuần Cầu News bản tin trưa. Hy vọng những tin tức chúng tôi gửi đến sẽ giúp quý vị cập nhật kịp thời tình hình thời sự trong và ngoài nước. Bản tin tiếp theo sẽ lên sóng lúc chiều hôm nay ngày 31 tháng 3. Vậy nên hãy like, chia sẻ và theo dõi nếu không muốn bỏ lỡ bất kỳ nội dung nào nóng hổi. Còn bây giờ, chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.